Hello, xin chào các bạn. Đây là cái một cái chuồng nuôi mình đã setup sẵn từ trước đó rồi. Bây giờ mình sẽ đốt các bạn. Mình đang nuôi con gì bên trong đây ha. Đó, một cái con gì nuôi mà phải cần xịt ẩm như thế này. Đây, bỏ cái này ra. Cái này là do mình sợ nó trèo ra, trèo theo cái đường này nè, nó đạp đá hay là nó đạp lên cái lồng này nó trèo ra, nên mình mới để hai miếng gạch hai bên này để chặn nó lại, kìm nó lại không cho nó trèo ra ha. Thì trước tiên mình sẽ nói sơ sơ qua về cái chuồng này trước đã. Cái chuồng này là mình đang sử dụng lót, cái này là mùn dừa đó các bạn. Đó, cái này người ta gọi là mùn dừa nha. Các bạn ra ngoài tiệm cây cảnh các bạn mua một bao cỡ chừng 30.000, 35.000. Về lấy cái rổ hay cái gì đó có lỗ á, các bạn sàng ra, lấy những cái mùn dừa, chứ đừng có lấy cái sơ dừa, để các bạn lót như thế này. Thì nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó là một bé rùa đến từ vùng núi cao, rùa lá Tam Đảo. Nó đang ở trong cái nhà này nè, cái hang của nó. Đây. Sau cỡ chừng 5 ngày, sau 5 ngày di chuyển từ ngoài Hà Nội vô trong thành phố Hồ Chí Minh, thì cuối cùng bé nó cũng đã tới nơi. Đó, cái mặt vô cùng là đáng yêu. Đợi tí ha, cái này ánh sáng nó hơi yếu, mình sẽ setup lại cái đèn xíu ha. Rồi đó, ánh sáng nó ổn hơn rồi. Đây, sẽ review lại cho bạn xem. Đó, đây là một bé rùa lá. Cái mai của nó ở đây nè. Hình như là lúc trước nó bị thối mai các bạn, nhưng mà bây giờ nó đã lành rồi. Con này là một con kích thước có thể sinh sản được rồi. Đây là con đực nha các bạn. Đó, cái mặt nó rất là, nó bị dính mấy cái sơ dừa nên nó hơi dơ. Đây là một bé rùa lá Tam Đảo. Cái mặt nó mắc cười không? Con mắt nó trợn ngược lên nhìn tục và là nhìn nó téo. Thật sự rất là téo, nhìn nó rất là vui tính. Đó. Thì đây là một loại rùa đến từ vùng núi cao Tam Đảo, Yên Tử và rải rác khắp các tỉnh miền Bắc. Đó, nó sống ở một cái nhiệt độ có biên độ nhiệt từ 25 đến 28 độ. Và hiện tại cái chuồng của mình đang setup cho nó đây, 28,4 độ. Đó. Cái điều gì đặc biệt khiến cho mình phải sắm một bé như thế này về từ đón từ Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh? Đó là nó là một loài rùa bản địa của Việt Nam. Đó, nó không phải là rùa ngoại nhập, đó là rùa bản địa của Việt Nam. Cái thứ hai nữa, nó không phải là rùa nước, cũng chẳng phải là rùa cạn, mà nó là một con rùa bán cạn. Rùa bán cạn tức là sao? Tức là nó sẽ cần một cái khoảng trống không gian để cho nó ở trên cạn, và nó cần một cái hồ nước để cho nó ngâm mình khi nó ở dưới nước. Đó, mình đã setup hết rồi. Đây là cái hồ nước của nó, còn bên đây là phần cạn. Thì cái hồ nước để nó ngâm mình những khi mà trời mà nóng quá. Ví dụ như chỗ mình buổi trưa nè. Đó, nhiệt độ nó có thể lên tới 31, 32 độ. Mình phải chế riêng cho nó cái hệ thống phun sương tự động như thế này. Đó, phun sương làm mát tự động để cho nó giữ được cái nhiệt độ lạnh á, chứ lại giữ được cái hơi ẩm trong không khí. Thì review sơ về cái loại này, cái thân hình của nó thì các bạn nhìn thật nhìn rất là giống với một cái loại rùa mình đã từng review rồi, đó là rùa sa nhân. Đó, nhìn rất là giống với loại rùa sa nhân, nhưng mà cái thân hình của rùa lá nó lại bẹp hơn. Đó, cái rùa sa nhân thì cái chỗ này nè, nguyên cái phần ở giữa này nó sẽ gồ cao lên và nó bè ra xung quanh. Nhìn nó, hai con nó na ná tự tựa nhau, nhưng mà nó rất là khác nhau về ngoại hình ha. Đó, rùa lá thì nó bẹp lép như thế này đây.
nó thực sự giống y chang một chiếc lá luôn. Đó, cái hàm đó nè há ra giống giống Ali mà con mắt thì nó lại giống cái con gì, giống mấy con đùa, con mắt nó nhìn tới vậy. Đây ngoại hình cái mai của nó thì nó giống, rất là giống một cái chiếc lá lá vàng á. Chân nè không có màn bơi, có vảy để nó đào hang. Thì loại này nó cần một cái nhiệt độ thấp, lạnh mát và nó có bắt buộc phải có cái độ ẩm rất là cao. Này tắt đi chứ thôi ngợp xương nhỏ. Đó, nó cần một cái độ ẩm rất là cao. Và nó là duy trì 24/24. Nó mà thiếu ẩm và nhiệt độ quá nóng thì con đùa nó sẽ stress và nó bỏ ăn. Đó, các bạn thấy không, cái lớp xương mà nó xịt ra nó sẽ động lại dưới đây, nó sẽ giữ được cái độ ẩm của cái đất nền cũng như cái khu chuồng của nó. Chỉ cần thổi một cái là xương nó bay đi hết à. Đó, cái con này nó rất là nhoi nha, chứ nó không có hề mà chậm rãi bình tĩnh như cái con sa nhân đâu. Mình nhận nó về thì nó chạy vòng vòng, nó ăn uống đồ rất là ok. Cái đống lá phủ ở trên mình đã vớt ra ngoài rồi để mình cho các bạn xem cái con rùa một cách rõ nhất. Chứ bình thường là ở trên cái bề mặt của cái chuồng này nó sẽ phủ thêm một lớp lá khô nữa. Đó, còn một cái lá khô ở đây để cho rùa nó chui rút ở dưới cái đống lá khô đó. Và cái đống lá khô đó có nhiệm vụ là nó sẽ giữ được cái độ ẩm của cái mặt mặt đất mà mình set up ở trong này, cho cái con rùa này nó có thể sống thoải mái được ở trong cái môi trường nhân tạo ha. Nó cần cái hang nè, cần một cái khoảng trống, rồi cần một cái ao nước. Cái ao nước này nó rất là sâu nha các bạn, nhìn nó đi từ đây xuống, càng xuống dưới càng sâu, chứ không phải là nhìn nó cạn cạn vậy thôi đó, nhưng mà nó thực sự nó rất là sâu. Thì con rùa khi mà nó cần á, nó sẽ ngâm mình như thế này, ngâm mình dưới dòng nước mát. Nó sẽ có một cái khoảng dốc để cho nó tựa người vô, nó ngâm mình như thế này đó. Sẽ cho các bạn xem cận cảnh cái chỗ nó ngâm nè. Đó, nó ngâm một nửa người nó ở trên cạn, còn một nửa người của nó ở dưới nước. Đây là cái nhiệt độ của nó hiện tại, tính theo độ C ha. Còn độ F là 83,1 độ F. Đó, cây này cây thiệt nha các bạn. Đó, mình sẽ ép như thế này. Thì cái loài rùa lá này nó ăn chủ yếu là giun, dế, những cái loài động vật nhỏ. Và nó cũng ăn những cái hoa quả chính như là cà chua hay là chuối hay là những cái trái cây á. Nhưng mà hết 80% thì các bạn nên cho ăn cái sâu dế, nói chung là động vật giun đồ á. Còn 20% còn lại các bạn hãy cho nó ăn rau để nó bổ sung chất cần thiết thôi. Đó, đây là lý do mà tại sao mọi người lại phân biệt ra ba loại rùa nước, rùa cạn và rùa bán cạn là như thế này đây. Đó, nó không thể nào mà nó sống thiếu nước được, mà nó cũng không thể nào mà sống ở dưới nước hoài được. Nó phải bắt buộc nó có một cái chỗ cạn để nó leo lên nó ăn. Loài này nó ăn trên cạn nha các bạn. Đó, nó ăn trên cạn, rồi nó ngủ trên cạn, nó đào hang ở trên cạn. Nhưng mà nó cần một cái khoảng thời gian chiếm khá là nhiều thời gian trong ngày để nó ở dưới cái phần nước để nó ngâm mình. Nó giống con hà mã vậy đó. Rồi, vậy là mình đã review cận cảnh cũng như là đã giới thiệu sơ qua về một cái loài rùa của Việt Nam. Một loài rùa khá là khó chịu, tại vì khí hậu nó thích hợp ở ngoài miền Bắc với miền Trung hơn. Còn trong miền Nam mình biên độ nhiệt nó quay quẩn ở cái mức là 30-33 độ, nên cái vấn đề về nhiệt độ rất là khó đáp ứng cho nó. Thành phố Hồ Chí Minh mình khuyên các bạn là không nên nuôi. Cái con này mình cũng chưa chắc mình nuôi thành công nữa.
Tại vì sau một tuần nữa thì mới biết được kết quả là mình có nuôi được hay không. Tại vì nếu mà con nào nó sống được á thì nó sẽ sống qua được một tuần, thì 2 tuần 3 tuần. Còn con nào mà nó về nó sẽ chết á, nó không có sống được á, thì trong vòng một tuần nó sẽ chết. Một tuần trong thành phố Hồ Chí Minh sẽ chết đó. Vậy là mình cũng không có dám hướng dẫn các bạn nuôi nhiều về cái loại này. Bản thân mình là mình cũng lần đầu tiên mình nuôi cái loại này thôi. Mình tìm hiểu và đã biết được nó cách đây 2 năm rồi. Và bây giờ mình mới dám rước một bé về để nuôi thử. Nếu mà thành công thì mình sẽ mua thêm mà 1-2 bé nữa để cho nó làm bạn với lại giao phối với bé này. Đó, kích thước nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nó đã đạt tới kích thước sinh sản rồi đó. Rồi, clip hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo ha.